Xin chào quý anh chị đầu tư. Thì hôm nay em lên một lô đất chân dài. Quy cách của nó là 7 nhân cho 135, có 50 mét thổ cư, đất sạch. Hiện trạng là đất đã được rào hai bên và rào hết đất, rào bằng dây kẽm gai. Đây. Đây. Lô đất hiện 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 tại là khu dân cư đông và đường là đường nhựa trên 6 mét, đường nhựa nhà nước. Thì theo kế hoạch quy hoạch thì cái đường này là đường quy hoạch 32 mét và nó sẽ lấy vào cái lộ giới của đất của mình là 17 mét. Lô đất hiện tại là nó nằm ở ấp 5 Tóc Tiên. Ấp 5 Tóc Tiên này. Ấp 5 Tóc Tiên cách trung tâm thị xã Phú Mỹ là 2 km, cách trung tâm thị xã Phú Mỹ là 2 km. Khu vực này thì theo bản đồ quy hoạch thì sẽ có một cái bùng binh rất là lớn ở gần lô đất. Dân cư đi đi lại rất là đông đúc, không khí trong lành, tiện ích giao thông thì đầy đủ, cách trường học, cách ủy ban, cách trung tâm, cách bệnh viện chỉ có 2 km. Này, em quay lại một lần nữa lô đất để mình thấy. Đây. Mình hàng rào hết đất rồi nha.